Các bác làm vườn đang cần rất nhiều cuốc và xẻng. Hôm nay thì bên lò rèn em mới rèn xong một cái cuốc bướm vuông. Và cái mẫu này hôm giờ em mới thử nghiệm mà được rất nhiều các bác quan tâm các bác ạ. Lưỡi của nó to những tới những 35 cm. Đây, cho các bác xem nhé. To những 35 cm ạ. Và giá của nó ở xưởng của em thì thật sự là rẻ rất chi là bất ngờ luôn. Giá 100.000 đồng trên một chiếc 35 cm. Bảo hành cho các bác nhé. Chuẩn xịn, các bác có nhỡ mà vào gạch ấy cũng sẽ không mẻ được đâu. Đây gọi là cái cuốc bướm vuông lưỡi 35 cm cho em các bác anh nhé. Còn với rất nhiều những cái dụng cụ đồ nhíp khác bên này thì hôm nay thì nhà em cũng đã rèn xong rất nhiều dầm thuống. Đây cho các bác xem cái bướm lưỡi cưa. Đây là cuốc bướm lưỡi cưa này. Cái này nhà em có giá từ 70.000 đồng một cái. Các bác ạ, từ 70.000 đồng. Nó nhỏ hơn, to 100. Còn to nhất thì nó đang là 130 cái này lưỡi cưa nhé. Cái này đảm bảo lưỡi cưa của bên em làm thì bác làm đã sử dụng các bác biết rồi. Đó là một cái loại chất lượng loại 1 luôn. Đấy, cuốc bướm lưỡi cưa. Còn về những cái đồ nhỏ thì em quay một chút cho các bác anh nhà mình xem nhé. Liềm đây, liềm cắt cỏ 20.000 đồng trên một chiếc này. Đấy, và đây cái xối cỏ gà. Nếu như nhà các bác mà có cái cỏ gà dưới gốc sâu ấy, mà các bác anh nhà mình mà cần đào tận đáy tận gốc ấy, thì các bác sử dụng cái này cho em. Cái này giá của nó là 60.000 đồng trên một cái. Còn bác nào mà cần những con dao ghép thủ công này này, con này ghép cây rất chi là ok nhé. Đấy, giá của nó là 30.000 đồng trên một cái. Còn đối với các bác mà đang cần những cái dầm thẳng để xối cỏ này, giá của nó là 50.000 đồng trên một cái. Đây ạ, cuốc bướm này, bướm lưỡi cưa, 70.000 đồng trên một cái đấy các bác anh nhá. Thì tất cả các bác anh nhà mình mà xem tới mẫu nào mà đang quan tâm tới giá thì báo em nhé. Đây là một con búa chim, loại hàng rèn. Loại này thì giá của nó sẽ cao hơn một chút các bác anh ạ. Giá của cái này là 300.000 đồng trên một cái. Cái búa chim này thì em sẽ làm từ 100.000 nha các bác anh nhá. 100, 150, 200 và 250, 300 cũng có. Đấy, còn nếu như các bác anh nhà mình cần cái thuồng này thì em vào em cầm lên cho các bác anh nhà mình xem cái thuồng này nhá. Cái thuồng này cũng là bên em rèn ra các bác anh ạ. Đấy, và giá của cái thuồng này thì nó chỉ có 100.000 đồng trên một cái thôi. Đấy, cho các bác xem mặt trước mặt sau của chiếc thuồng. Và cái này đó là lỗ ống nhá. Lỗ ống này về các bác anh nhà mình hàn ống tuyếp 34 vào, 100.000 đồng thôi các bác ạ. Còn cái gắp, em lại lấy cái gắp cho các bác anh nhà mình xem đây. Cái gắp này nó tương đương với hai cái thuổng. Các bác mà đào hố muốn gắp đất đánh cây này, cái này các bác không dùng, các bác bỏ, các bác làm cái thuổng này đào luôn nhé. Đấy thì một đôi này nó là 200.000 một đồng một đôi. Một cái như này em miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn. Đấy, còn về lưỡi thuổng thì em sẽ lên một vài cái lưỡi thuổng để cho các bác anh nhà mình. Đây là lưỡi đi rừng, lưỡi hàng bạc đẹp các bác nhé. Cái lưỡi này thì em đang làm mấy loại cơ, rẻ nhất là 150. Còn như bạn ấy đang cầm đây là lưỡi thuổng đi rừng đào hang, là lưỡi nhíp là 250 một lưỡi, là loại đặc biệt các bác nhé. Lưỡi đặc biệt luôn. Còn về lưỡi dầm củ cong, củ cò lại hàng đại đây. Cái này thì lưỡi là em sẽ có làm lưỡi hàng đại và lưỡi hàng thường. Rất nhiều những cái mẫu lưỡi thuổng loại đẹp. Đấy, đây là lưỡi nhá các bác, mua lưỡi không đúng có lưỡi. Và cho các bác xem cái mẫu dìu đa năng đi một chút, em sẽ quay về những mẫu thuổng đấy nhé, cho các bác xem cái dìu. Cái dìu này em đang làm dìu to. Cái này thì bác làm mà chặt xương trâu, xương bò này, xương heo cứng này, chặt gỗ, chặt tre. Và nhất là các bác anh nhà mình nhổ đinh và đóng đinh. Nhổ đinh, cái đầu này nhổ đinh cực kỳ là thích luôn, búa cốt pha. Cái này anh nào mà muốn sưu tầm thì về mình đẽo cái bạch đàn xoắn mình chê mà lại các bác anh này. Đấy, cái này nó có 80.000 đồng một cái thôi nha, loại lớn nhá, còn loại nhỏ nó sẽ rẻ hơn cái đầu búa. Với cái đầu búa tròn này thì giá của nó chỉ có 50.000 đồng trên một đầu búa thôi các bác ạ. Loại đúc đặc luôn. Và em có một cái mẫu cuốc mới mà bên em vừa mới làm xong. Mẫu này thì tin chắc là các bác anh nhà mình cũng đang săn rất chi là nhiều. Cái cuốc mẫu mới này em đang làm cho các bác anh với giá là 250.000 đồng cho một cái các bác anh nhé. Đây còn cho các bác xem về những cái mẫu thuổng của bên em. Về những cái mẫu thuổng này thì đây các bác anh này. Thuổng này thì em sẽ làm từ mỏng đến dày. Đây là cái mẫu thuổng các bác đánh cây giống thuổng bi. Mẫu này là bao nhiêu tiền nhỉ? Con này là 250.000. 250.000 thuổng bi. Đấy, còn em cho các bác xem cái thuổng 250.000, cái thuổng bản thẳng bên trong em đi. Đấy các bác anh này, cực kỳ là chất nhá. Với bác nào mà đã sử dụng nhíp bên em thì các bác biết rồi. Một cái thuồng này là 250.000 đồng trên một cái. Và em sẽ miễn phí ship hàn ống tuyếp 34 chắc chắn cho các bác anh luôn. Đấy, còn bác nào muốn sử dụng củ cò thì các bác sử dụng lại đây cho em nhé. Dầm củ cò. Đây các bác anh này, đây là củ cò. Đấy, cái này thì em đang làm giá là từ 150, 200, 250 và 300. Bây giờ em đứng lên em vào bên trong lấy cho các bác xem mà. Đây là những cái mẫu thuồng ở bên trong này này. Đấy, cứ nhấc nhấc một hai cái. Đấy, tay đấy. Ừ, nhấc cho các bác xem. Những mẫu thuổng đẹp không? Cực kỳ là đẹp và chất các bác anh nhá. Thì ngoài những cái mẫu đồ nhíp này thì bên em sẽ còn rất nhiều loại
Các bác muốn làm dầm đặc, dầm cỡ lớn nhá. Đây những con rau quắm cổ cò này, loại đặc biệt luôn, quắm cổ cò. À, em cho các bác xem cái cuốc lưỡi cưa của bên mình mới làm ra đi. Đấy. Cái này thì nó siêu bền nhá. Các bác này mình có cuốc vào gạch cũng thoải mái cho em. Cỡ to, cỡ nhỏ có hết. Giá của cái cuốc siêu bền này, giá của nó đang có từ 100k trên một chiếc nha. Cho chị cầm cái kia cái xem nào. Đây, các bác nhìn này. Nó phải đẳng cấp chi tiết từng led như thế này một nha các bác nhá. Đừng có sạc vào gạch nó không sao đâu. Ok lắm luôn đấy các bác anh ạ. Đấy, cào này các bác này. Cào này có nhiều loại từ 50.000 đồng trên một cái. Đã có rồi. Cào 3 răng, 4 răng. Tới 100, 150 em có nha các bác anh nhá. Đấy, em cầm cái này cho chị. À, còn một cái mẫu cuốc xẻng mà nhà mình mới làm ra. Một cái mẫu cuốc xẻng mà giá tốt mà được mà. Nói thật em mới lên mà đúng không? Cả đất nước Việt Nam này biết tới cái mẫu này luôn. Cái này nhà em làm nhá. Với giá cuốc xẻng này chỉ có 100.000 đồng một cái thôi. Các bác nhớ mà có cuốc vào gạch vào đá thoải mái cho em nhé, không vấn đề gì luôn. Và bây giờ em sẽ lên phía trên kia cầm một cái mai và một cái dầm loại đặc mà của bác khách hàng đặt của bên mình. Đấy, nhà em thì sẽ có hàng nghìn sản phẩm nhá, dìu các loại luôn. Các bác anh nhà mình mà, đấy, đây là cái mai. Các bác mà muốn sắn đất thì các bác sử dụng cái mai này. Cái mai này sắn đất thì cực kỳ là thích luôn. Không bao giờ nó gãy và nó rất chi là dài. Còn cái bản của nó cực kỳ là dày. Với một chiếc mai hàn cán này em đang đưa tới các bác là 300.000 đồng nhá. Em miễn phí ship luôn. Còn có loại mỏng hơn, rẻ hơn thì 200 cũng có. Còn về một những con dầm hàng đặt. Cái này dầm này nó có rất nhiều loại này các bác anh nhá. Nếu như các bác mà đặt làm tới 500 em cũng làm cho được. Đấy, cái đây cái mo chuối mình cầm hẳn ở đây cho các bác xem cái dầm hàng đặt em nó như thế nào. Đây, các bác anh này. Nếu như những cái mẫu này nhá, nó rất có rất nhiều giá và rất nhiều chất thép các bác anh ạ. Các bác bảo đặt làm cho tôi cái 500, em đặt làm được các bác 500 xịn nhất số 1 luôn. 400 em cũng làm. 450 em cũng làm. 350 em cũng làm và 250 em cũng làm được. Đấy, đấy là các bác tùy các bác chọn cái chất liệu thép đẳng cấp để các bác anh nhà mình làm sao cho bền nhé. Thường là em vẫn hay làm dầm hàng đặt 400 là đã rất chi là ok rồi. Còn các bác mua thông thường 250 thôi là cũng đã rất chi là được rồi. Đấy thì tùy thuộc theo các bác anh nhà mình lựa chọn nhé. Đấy, và bây giờ em mang một con dìu bổ củi ra cho các bác anh nhà mình được lựa chọn này. Với con dìu bổ củi này hôm nay sẽ giảm giá sâu cho các bác anh luôn. Dìu thạch xanh luôn các bác anh nhé. Con này là đúc đặc luôn các bác anh này. Bổ củi thì phải gọi là đẳng cấp luôn. Đấy, đặc xịt như này luôn. Con này đang bán là 350. Và hiện tại em sẽ giảm giá cho các bác còn 260.000 ở chính cái video ngày hôm nay. Đấy thì em cũng quay qua dụng cụ đồ Jeep bên em thì vẫn còn rất chi là nhiều đồ mà em chưa đăng tải được. Đấy, anh nào mà quan tâm thì nhớ vào kênh của em nhé. Nhớ follow, nhớ đăng ký và theo dõi kênh của em để xem được rất nhiều những cái sản phẩm hay nhé. Nhà em cuốc gà nhé. Chỉ từ 50.000 một cái thôi đã mua được rồi. Đấy, và với những này thì em sẽ gửi đến tận nhà. Các anh muốn xem cái gì vào Zalo để em gửi mẫu chi tiết cho các bác anh nhà mình được xem nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ. Chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau về cuốc thuận xẻng bên em nhé. Chào tất cả các bác nhé.